E021, điều nào là sai? À, điều nào sau đây là đúng khi nhận xét về este CH3 COO CH5 etin acetat có phản ứng mất màu dung dịch brom? Anh này sai. Điều kiện phản ứng brom các em nắm được rồi đúng không? B, có tham gia phản ứng với H2 niken tê độ vì có liên kết đôi trong nhóm COO. Rất tiếc, liên kết đôi trong nhóm COO là liên kết đôi CO chứ không phải liên kết đôi CC, cho nên nó không tham gia phản ứng được với H2. C, có khối lượng phân tử 86 DVC. Thì thực ra anh này là 88 DVC chứ không phải 86. Các em có thể tính ra được nhá. 59 cộng với 29 nhầm thôi, đã ra 8 rồi đúng không? D, được điều chế bằng phản ứng giữa axit acetic và ancol ethylic, đúng rồi. Vì đây là este của ancol cho nên được điều chế bằng phản ứng giữa axit và ancol, chính là phản ứng este hóa. Vậy đây chính là phát biểu đúng.